bữa giờ anh cái mang còn nữa coi bốn giờ sáng nè, bốn sáng ngủ để đồng hồ à, bây giờ ngủ đồng hồ đây em đợi mà bà ăn cũng đúng rồi, thức là 5 giờ. Bây giờ em đang vui mà đang youtuber quá bà. Đang vui dễ sợ cúp điện cái mặt xanh xinh đi. Mọi người thông cảm giùm nha, nhớ cưng đợi anh nha, đợi chúc mừng thầy. Cảm ơn, nếu mà có tiếng sót ai thì mọi người đừng có buồn ha.
Dạ, cảm ơn những lời chia sẻ từ nghệ sĩ Việt Hương cũng như là nghệ sĩ Minh Nhí. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều người đến đây tham dự. Chúng ta đã được theo dõi cuộc thi diễn đầu tiên đến từ các học trò của thầy Minh Nhí. Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu theo dõi tiết mục biểu diễn tiếp theo. Tiết mục Bao Gì Nobody. Một chỗ ta được Nobody đúng không ạ? Ban tổ chức hỗ trợ là mình mời thầy vào sân khấu giúp Minh Tân nhé. Dạ. Mời thầy vào bên trong sân khấu giúp Minh Tân để thầy có thể nhận quà đến từ các anh chị học viên. Xin mời các anh chị chúng ta cùng mang quà ra trước kìa. Xin mời các anh chị K1MN. Xin mời các anh chị K4MN ạ. Xin mời tập thể cả hai lớp. Cũng như các anh chị khác mà chúng ta chưa được tặng quà cho thầy thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng lên sân khấu luôn ạ. Dạ rồi. Thầy ơi, ở đây thì các anh chị đang có những cái phần quà dành tặng cho thầy. Một lần nữa thì thầy lên sân khấu để nhận quà của các anh chị. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.